Xin chào các bạn đã quay lại với channel của Tuyên Dũng, tiếp tục với chuỗi series tìm hiểu thông tin các trường đại học ngoài công lập tại thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay trong clip này chúng ta tiếp tục đồng hành cùng với nhau đi tìm hiểu 5 trường đại học ngoài công lập tại thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo đó trường đại học Kinh tế Tài chính thành phố Hồ Chí Minh, trường đại học Hoa Sen, trường đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh, trường đại học Văn Hiến, trường đại học Gia Định. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu một số thông tin về ngành đào tạo cũng như học phí cho năm 2021-2022 của các trường nhé. Một trường đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh là trường đào tạo ngoài công lập, nhà trường đào tạo ở các hệ đại học, sau đại học Liên thông, Văn bằng 2 và Liên kết quốc tế, địa chỉ 276-282 Điện Biên Phủ, phường 17, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Trong năm 2021-2022, nhà trường đào tạo ở 30 ngành. Sau đây là các ngành đào tạo của nhà trường. Học phí dự kiến năm học 2021-2022, nhà trường sẽ thu ở mức 60 triệu đồng trên một năm. Hai, trường đại học Hoa Sen là trường đào tạo ngoài công lập, nhà trường đào tạo ở các hệ đại học, sau đại học và liên kết quốc tế, địa chỉ số 8 Nguyễn Văn Trán, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Trong học 2021-2022, nhà trường đào tạo ở 36 ngành. Sau đây là các ngành đào tạo của nhà trường. Học phí dự kiến học 2021-2022, nhà trường sẽ thu ở mức 54 triệu đến 74 triệu đồng trên một năm tùy vào ngành mà các bạn theo học. Ba, trường đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh là trường đào tạo ngoài công lập, nhà trường đào tạo ở các hệ đại học, sau đại học Liên thông, Văn bằng 2 và Liên kết quốc tế, địa chỉ 475A Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Trong năm 2021-2022, nhà trường đào tạo ở 51 ngành. Sau đây là các ngành đào tạo của nhà trường. Học phí dự kiến năm học 2021-2022, nhà trường sẽ thu ở mức 32 triệu đến 34 triệu đồng trên một năm. Riêng đối với nhóm ngành dược, nhà trường thu 40 triệu đồng trên một năm. 4. Trường đại học Văn Hiến là trường đào tạo ngoài công lập, nhà trường đào tạo ở các hệ đại học, sau đại học, liên thông và văn bằng 2, địa chỉ 665, 667, 669, Điện Biên Phủ, phường 1, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Trong năm 2021-2022, nhà trường đào tạo ở 31 ngành. Sau đây là các ngành đào tạo của nhà trường. Học phí dự kiến năm học 2021-2022, nhà trường sẽ thu ở mức 24 triệu đồng trên một năm. Năm, trường đại học Gia Định là trường đào tạo ngoài công lập, nhà trường đào tạo ở các hệ đại học, văn bằng 2 và liên kết quốc tế, địa chỉ 185-187 Hồ Văn Thụ, phường 8, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Trong năm học 2021-2022, nhà trường đào tạo ở 16 ngành. Sau đây là các ngành đào tạo của nhà trường. Học phí dự kiến năm học 2021-2022, nhà trường sẽ thu ở mức 22 triệu đồng trên một năm. Vừa rồi Tuyên Dũng đã gửi đến thông tin các trường đại học ngoài công lập tại thành phố Hồ Chí Minh. Nếu các bạn còn thắc mắc hoặc góp ý thì đừng ngại comment dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo. Các bạn đừng quên nhấn like và share cũng như đăng ký kênh nhé.